Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là chủ kênh Dính Chiến. Thời gian 2 ngày vừa rồi thì tôi có kêu gọi quý khán giả ủng hộ cựu chiến binh Thế làm nhà. Cái gia cảnh của nhà anh Thế thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Anh Thế là cựu chiến binh tham gia hai chiến trường. Anh có tham gia là giải phóng Sài Gòn và đến năm 1977 thì đơn vị anh cơ động lên ở biên giới Tây Nam. Thì anh thuộc vào là K2Z7Q16 sư đoàn 5 quân khu 7. Sau này đơn vị anh có tham gia là giải phóng ở đất nước Campuchia thuộc mặt trận 479. Thì qua các cái video mà tôi đã đăng ở trên kênh Lính Chiến thì quý vị và các bạn cũng đã biết hoàn cảnh của anh Thế là rất khổ. Chính vì thế mà kênh kêu gọi quý vị và các bạn đóng góp ủng hộ và xây căn nhà tình thương cho anh Thế. Từ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024 thì kênh kêu gọi quý vị và các bạn ủng hộ cho đến bây giờ thì tổng với số tiền là 33.850.000 đồng. Thế thì hôm nay tôi xin được công bố chi tiết từng người một đã ủng hộ cựu chiến binh Thế làm nhà mới. Sau đây mời quý vị bớt chút thời gian, ta hãy nghe chi tiết khi kênh công bố cái số tiền mà quý vị khán giả đã gửi về cho kênh để làm nhà tình thương cho anh Thế. Thế thì vào ngày mùng 5 tháng 9 lúc 11 giờ 47 phút thì người gửi đầu tiên đó là anh Vũ Trọng Thuật ở Hà Nội là gửi về 2 triệu. Số 2 là anh Cảnh Phương, Đào Cảnh Phương là 1 triệu. Số 3 là không tên, tức là ở trên cái tài khoản ngân hàng là có một số khán giả là khi ủng hộ là không có ghi tên, nên là tôi đề là không tên và kèm theo lời nhắn là ủng hộ anh Thế làm nhà mới là 500.000. Nguyễn Văn Linh là 1 triệu đồng, không tên, ủng hộ anh Thế làm nhà 100.000 đồng. Nguyễn Tùng Thanh 500.000 đồng. Hồ Quang Dũng ở Kiên Giang 100.000 đồng, không tên, kèm theo lời nhắn là ủng hộ làm nhà cho cựu chiến binh Thế là 200.000 đồng. Trần Văn Nam là 500.000 đồng. Trần Tiên Cu 300.000 đồng. Tô Tiến Thùy 200.000 đồng. Và đây cũng là một cái tài khoản cũng không có tên là ủng hộ cựu chiến binh Thế làm nhà 500.000 đồng. Và tiếp tục là không tên, cháu xin phép bưu bác Thế 500.000 đồng. Khán giả có số tài khoản số cuối là 0636 là 2 triệu đồng. Nguyễn Hoàng Hà 1 triệu đồng, Nguyễn Văn Huân 200.000 đồng, số tài khoản là 3077 200.000 đồng, cháu Thùy Thái Nguyên 300.000 đồng, Trần Trọng Phan 1 triệu đồng. Anh là cựu chiến binh thì anh có ủng hộ bác Thế là 500.000 đồng và 500.000 đồng thì anh gửi kênh lấy tiền xăng đi lại. Một khán giả nữa là Nguyễn Duy Thương Thọ Xuân Thanh Hóa 500.000 đồng, Trần Hoài Sơn 200.000 đồng, Hoa Mạnh Hai 200.000 đồng, không tên, ủng hộ 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Sang 100.000 đồng, Trần Thị Kim Chi 200.000 đồng, không tên, ủng hộ anh, không tên, kèm lời nhắn ủng hộ anh Thế làm nhà 200.000 đồng, Bùi Văn Thao 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc Minh 200.000 đồng, Nguyễn Quốc Phú kèm lời nhắn chung tay xây nhà cho cựu chiến binh Thế 200.000 đồng, Nguyễn Hữu Chiêu Kiên Giang 200.000 đồng, không tên, ủng hộ bác Thế làm nhà mới 200.000 đồng, Nguyễn Thị Y 1 triệu đồng, Nguyễn Phúc Hưng 500.000 đồng, Nguyễn Tuấn Anh 100.000 đồng.
Con của cựu chiến binh chiến trường ca ủng hộ 100.000 đồng. Phan Đức Toàn ủng hộ 100.000 đồng. Hoàng Lô Vinh 500.000 đồng. Cháu Thái Thái Bình 200.000 đồng. Không tên 200.000 đồng. Lê Trọng Toại hay là Toai, xin lỗi quý vị và các bạn, tại vì là khi các bạn chuyển khoản qua ngân hàng thì cái tên của các bạn nó không có dấu nên là tôi hơi khó đọc, nên quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm. Là Lê Trọng Toai hay là Toại 300.000 đồng. Số tài khoản là 0627 2 triệu đồng. Ngô Nguyễn Bảo Sang 500.000 đồng. Số tài khoản 350410 200.000 đồng. Vũ Văn Hai, số tài khoản 2468 1 triệu đồng. Nguyễn Hữu Tuân, Thanh Hóa 1 triệu đồng. Ủng hộ cựu chiến binh thể làm nhà 200.000 đồng. Cái này cũng không có tên. Trần Văn Chi 500.000 đồng. Số tài khoản 397303 100.000 đồng. Anh Sang Bình Dương 500.000 đồng. Số tài khoản 408981 Phạm Văn Minh 200.000 đồng. Đoàn Anh Vũ 200.000 đồng. Số tài khoản 411677 Phạm Tuân Văn 100.000 đồng. Bá Thước Thanh Hóa 300.000 đồng. Cái này cũng không có tên. 414876 500.000 đồng. Cháu Duẩn Quảng Ninh 200.000 đồng. Số tài khoản 442532 Phạm Văn Thành 1 triệu đồng. Nguyễn Hồng Minh Vũng Tàu 5 triệu đồng. Anh Nguyễn Hồng Minh này là anh gửi kênh là 5 triệu đồng và 3 triệu thì là gửi bưu bắc thể để làm nhà. Còn 2 triệu là bưu bắc cảm 1 triệu và bác niên là 1 triệu. Ủng hộ cựu chiến binh thể, cựu chiến binh chiến trường ca làm nhà. Tức là có kèm theo lời nhắn là như vậy chứ không có tên, là 1 triệu đồng. Số tài khoản 498067 Nguyễn Đức Toàn 500.000 đồng. Chuyển tiền ủng hộ cựu chiến binh thể xây nhà, cái này cũng không có tên, 1 triệu đồng. Nguyễn Văn Sinh 200.000 đồng. Nguyễn Văn Tiệp 500.000 đồng. Em không có nhiều, em gửi ủng hộ vài viên gạch 50.000 đồng. Cháu xin góp viên gạch giúp đỡ bác thể 200.000 đồng. Đào Thị Thao hay là Thảo 200.000 đồng. CKO ủng hộ cựu chiến binh thể làm nhà mới 200.000 đồng. Không tên ủng hộ bác thể làm nhà mới 300.000 đồng. Tài khoản số 854673 Lê Duy Hiếu 100.000 đồng. IBFT Lê Hồng Phúc 200.000 đồng. Trần Ngọc Dung 200.000 đồng. Số tài khoản 9926 không tên 100.000 đồng. Vi Minh Xuân 200.000 đồng. Thì tổng cộng quý vị khán giả gửi về cho kênh Lính Chiến để làm nhà mới cho anh Thể cho đến ngày hôm nay là 9 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2024. Quý khán giả đã gửi về cho kênh tổng cộng là 35.850.000 đồng. Trừ đi 2 triệu là bưu riêng cho anh Cảm và anh Niên là 2 triệu đồng. Còn lại là 33.850.000 đồng. Đây là toàn bộ số tiền trong 2 ngày mà kênh đã kêu gọi là được với cái số tiền là như vậy. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày kêu gọi, quý vị khán giả đã ủng hộ về cho kênh Lính Chiến để làm ngôi nhà tình thương cho anh Thể. Tên của tôi là Hoàng Ngọc Diện, chủ kênh YouTube Lính Chiến. Qua chương trình này, tôi cũng xin hứa với quý vị và các bạn, những đồng tiền quý vị và các bạn gửi về cho tôi để tôi làm nhà mới cho anh Thể thì tôi sẽ cố gắng làm bằng được ngôi nhà cho anh Thể
và những cái số tiền mà quý vị các bạn gửi về cho kênh Lính Chiến thì tôi sẽ có trách nhiệm và sử dụng cái đồng tiền đấy hợp lý, hiệu quả. Và tôi cũng xin thề với quý vị và các bạn, tôi không bao giờ động chạm hoặc là lợi dụng vào cái việc đấy để tư lợi cho bản thân. Điều này tôi xin hứa với quý vị và các bạn. Thông qua chương trình này, tôi vẫn tiếp tục kêu gọi quý khán giả là ủng hộ anh Thể làm ngôi nhà mới. Theo như cái dự toán của tôi á, thì sẽ cố gắng làm sao đó xây cho anh Thể một cái ngôi nhà với cái giá trị khoảng độ 250 triệu cho đến khoảng 300 triệu thì cũng có thể là đã làm được ngôi nhà cho anh Thể. Tại vì trước đây á, thì anh Văn ở Campuchia có tặng cho anh Nam, cựu chiến binh Nam, tức là cũng đồng đội với anh Thể, một ngôi nhà là bằng 70 m², tức là ngôi nhà xây dựng cách đây được 1 năm rồi. Thì tôi cũng đã chia sẻ trên kênh của tôi, quý vị mà muốn xem thì cách đây 1 năm tôi đã đăng cái video đó khi bàn giao nhà cho anh Nam. Thế thì cái ngôi nhà đó là 350 triệu, được kết cấu rất là kiên cố, nhà đổ mái bằng, lợp tôn chống nóng và tất cả như là gạch, lát, rồi là sơn, điện, nước, cửa, vân vân, là trong cái giá là 350 triệu 70 m², có nghĩa là tôi khoán lại cho chủ thầu là bằng 5 triệu 1 m². Còn đối với căn nhà của anh Thể thì tôi cũng cố gắng kêu gọi làm sau đó được khoảng độ 250 triệu thì tôi sẽ tiến hành bắt đầu làm. Bởi vì là trong cái đợt này thì nhà nước có hỗ trợ những cái nhà mà hộ nghèo, tranh tre nứa lá thì 80 triệu. Thì cái này tôi cũng đã hỏi Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân, nơi mà anh Thể đang sinh sống, thì người ta cũng trả lời như vậy. Nhưng mà với cái điều kiện là gia đình phải làm nhà, thì khi nào mà tôi cầm được khoảng độ 100 triệu hoặc là hơn 100 triệu thì tôi sẽ khai trương làm nhà cho anh Thể. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Một thời thì rất là oanh liệt và cũng rất là máu lửa. Trở về địa phương thì do cuộc sống nó túng thiếu, rồi cái tiếng nói trong xã hội cũng không có và cũng không còn ai để ý đến cái thời kỳ các anh nhiều nữa. Hôm nay em cũng xin được ngồi phỏng vấn anh và trao đổi với anh một cái câu chuyện mà em cứ ấn tượng mãi. Đó là một cái câu chuyện mà khi đơn vị của anh từ Sisafun lên Bát Tam Bong để đi giải vây cho cái tiểu đoàn 8 anh Thể. Và anh có kể là anh đã tiêu diệt 7 tên Pốt. Thế thì cái tình huống đó là nó như thế nào? Hôm nay anh có thể là anh nói chậm, nói rõ cái tình huống đó và em sẽ kết hợp và gợi ý cho anh để cho anh nhớ lại cái khung cảnh, cái cảnh tượng cái lúc mà anh lên anh tiêu diệt 7 tên lính quân Pốt. Vâng, mời anh. Vâng, thưa các vị khán giả, C2, D7, Q16, sư 5, quân khu 7, mặt trận 479. Dạ. Thì quá thời gian coi như là cái vụ Pol Pot coi như nó đột nhập vào cái đất nước Việt Nam là tháng 6, 77. Thì ta cũng rất là hoan hồng cho nó, nhưng mà càng ngày nó càng lên tới. Thế là chiến tranh, coi như là xảy ra chiến tranh thì chúng tôi cũng tiếp tục đánh nhau từ tháng 9 1977. Rồi các trận đánh, rồi các ngày tháng thì chúng tôi đã kể một phần về trước. Thế thì coi như là đến cái năm 78, cuối năm 78, nó nằm trong tháng 10, tháng 11, năm 78, là tôi bị thương, thì tôi đất biên giới của mình là ở Lộc Ninh, Hoa Lư đấy. Vâng, cái cửa khẩu đó là bên Lộc Ninh. Thế thì dù coi như là an dưỡng xong thì tôi nghe đơn vị thì đã tấn công đến Sisafun rồi.
Vâng, Xuân Hiệp chi cho phôn. Đấy. Là lúc này tôi cũng thấy coi như là sức khỏe rồi các thứ nó hơi ổn định, vết thương thì nó cũng tạm lành, nhưng mà còn cái mảnh đạn thì cũng là còn nằm trong đó. Đấy. Thế thì để tôi xin coi như là năm anh em trở về đơn vị. Đấy. Trong đó là có cán bộ tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 7 đủ. Đấy. Là có 5 anh em. Toàn là cấp binh sĩ rồi cấp tiểu đội, trung đội. Đấy. Trong đó là thì hành quân được 3 ngày thì đến là chị Xuân Diệp đi bằng cái xe nhỏ của Mỹ cùng với cái loại gì ạ? Chắc là xe dép. Vậy xe dép ấy. Dạ. Vâng. Và đi 3 ngày là đến Xuân Diệp. Ngày thứ tư thì tôi xin số phone. Dạ. Vâng. Đi trong đó là thành lái xe nữa là cái anh Nghệ cũng ở trong thôn ở đây. Dạ. Lái xe cho trung đoàn. Dạ. Là đến đó là ngày thứ tư là đến Chi Sô Phôn, gặp đơn vị tại Chi Sô Phôn. Dạ. Tỉnh Bát Trăng Bằng. Cái thời gian 2-3 ngày rồi là củng cố đơn vị rồi là tiếp quân rồi các thứ coi như là nhập lấy tân binh thêm thì tức là củng cố lại. Sau được 3 ngày thì coi như là cùng đơn vị là tấn công theo con đường từ Chi Sô Phôn vào Bát Trăng Bằng. Này. Lúc này thì coi như là giữa ngày thứ ba ấy là giữa hiệp đồng của các quân binh chủng, pháo binh, các khe cơ giới hóa. Yeah. Là lúc này ấy là sáng ngày mừng, cho là ngày không rõ ngày nhưng mà sáng, buổi sáng khoảng độ 7 giờ trong hắn là cũng sang tháng 1, tháng 2 năm 79 gì đó đó. Yeah. Vâng. Đấy. Thế thì lúc này ấy, coi như là vừa đi vừa đánh pháo kích rồi các cỡ lớn là tầm ở phía sau cái loại 130. Đấy. Cái loại 105 là ở phía sau cửa khu Chi Phôn đó, bắn cầu vù lên phía trước cách khoảng độ 10 đến 15 km. Yeah. Vâng, là gần đến cái khu gọi là cái huyện của cái Mông Côn Pơ Rây. Vâng. Đấy, đến thế thì coi như là bên này ấy, là chúng tôi thì dùng bằng cơ giới hóa là dùng vừa đi vừa đánh là 113 ấy. Đánh đến đâu là được nhiều cái hỏa lực của đơn vị, vừa cả xe tăng là nó có cả DKZ rồi 12 ly 8. Cứ đánh ra sát đến đâu các cái phun sóc bên cạnh là nhiều các cái nơi cứ khoảng độ 3-4 mét, 3-4 cây số là nó chặn, bởi vì mình là vừa đánh vừa bảo vệ vừa tấn công lúc này, mà nó chốt chặn là nó chặn ở chỗ chặn ở về phía trước các cái hầm của nó kiên cố lắm. Vâng, cái hầm của nó đó, rồi chống tăng rồi các thứ rồi nó đủ cả mìn. Có nghĩa là không dám đi trên mặt đường đúng không ạ? Vâng. Đi trên mặt đường là nó gài mìn. Vâng, là nó gài mìn. Đi xuống bờ ruộng. Vâng, đi bờ ra ruộng để cho nó tránh cái bãi mìn của nó. Vâng. Dạ, vâng. Thế thì coi như là được, coi như là quan sát khoảng độ một vài thời gian, 1-2 tiếng gì đó là đúng là mục tiêu của nó là cái vị trí đang ở đây là xuống cùng đơn vị pháo kích về phía trước. Tấn công lên xe, tấn công lên vừa đi vừa bắn rồi DK rồi các thứ là vào cái chỗ khu đã chính xác coi như là bố trí coi như cái lực lượng để mình đánh vào cái phù mới đó. Vâng, nó cách khoảng độ Chi Sô Phôn khoảng độ một con bên đây khoảng độ 15 km. Vâng, bên đó thế thì coi như là tấn công nổ súng rồi là cả bộ binh là lúc này là tấn công mạnh rồi pháo cối của mở trên này, toàn cái loại thì pháo cái cối 120 là nó gắn ở trong xe luôn. Vâng, ăn cái đế nó gắn luôn là tổng cấp tập vào cái khu vấy này là ngừ nát rồi, sau khi coi như là tấn công hoàn và một số thì chết cũng không đếm được, một số thì nó còn bỏ sót thì cứ ném lựu đạn xong rồi các thứ là
một số thì hắn bỏ chạy nữa. Hiện thì tấn công mạnh bằng cách nào hắn cứ bỏ chạy, bởi vì mình cái lực lượng của mình nó mạnh là có xe tăng cơ giới hóa. Vâng. Một số chết rồi là quăng lựu đạn xuống các cái hầm kiên cố của nó, rồi các thứ kiểm tra các thứ, rồi là thu vũ khí đạn dược, còn là B-11 cũng nhiều. Đa số là dùng B-11, còn cái AK các thứ là nó ít vật liệu. Mà lính của nó là hầu như một số chết ấy là toàn là cái cỡ tuổi 16, 17, cỡ tuổi có khi 14 ạ, mà to lớn nhưng mà cái cỡ tuổi còn non lắm. Vâng. Ban chỉ huy của nó thì hắn cũng bỏ chạy, thì hắn cũng bỏ chạy, một số chết thì hắn cũng bỏ đôi thôi. Còn mình cái đơn vị sau á, thì coi như người ta thấy chết thì coi như thường thường chúng tôi thu là chúng tôi lại tiếp tục đánh nhau, lại tiếp tục lên xe. Lên xe rồi coi như là cứ một giai đoạn, coi như là một đoạn, từng tuyến đoạn á, là tôi cũng phải cùng với các cái bộ trinh sát của tiểu đoàn này. Anh là đi rà sát rồi các thứ, rồi tiếp tục tấn công. Thế thì coi như là nó không có gì, thì coi như là hai bên đường rồi các thứ là nó không đối thoại với mình á, thì nó trú ẩn. Nó trú ẩn ở trong phun sóc cách xa cái con đường ấy. Thế thì mình đi qua đi thì coi như là hắn lại bộ phần sau. Đến qua đánh đến 10 giờ ở Chisufo đó, 10 giờ là cái ở chỗ Mông Côn qua đây. Tiếp tục coi như là đánh đến chiều, là cứ vừa đi vừa đánh ra là cái đơn vị nào mạnh á, thì coi như là ta tấn công, còn hắn thường là hắn cứ bỏ chạy. Thì đến 4 giờ chiều là đến Bát Tàng Bàng rồi đấy. Đến Bát Tàng Bàng thì coi như là củng cố, rồi là giao cho cái giải phóng cái khu ấy, là toàn là cái bộ đội của nó, cái quân của nó. Cái quân ta, cái quân là cái quân Sen bây giờ ạ. Là bộ đội Campuchia. Là bộ đội, cái là cái người hắn bỏ chạy sang Việt Nam là ta đào tạo. Tức là đưa quần áo cho họ, của nhà quân trang bị cho nó, súng ống các thứ để nó bảo vệ cái khu đô thị. Thì là đơn vị lại tỏa ra các cái khu phun sóc xa cái thị xã Bát Tàng Bàng ấy, nó không phải ở nằm ở trong ấy được. Rồi là kiểm tra các cái sân bay, coi như là nó đốt nó phá rồi các thứ, sân bay nó không còn nữa. Toàn là vài chục cái AD-6 thôi, đốt cháy hàng chục cái ấy. Thế thì coi như là kiểm tra các thứ xong ấy thì coi như được 3 ngày thì coi như là nó ở bên Paris à. Paris. Dạ, vâng, nó ở hướng đó là nó là ở khu bên Thái, tức là nó nằm ở phía tây nam của tỉnh Bát Tàng Bàng. Cái khu ấy là nó dồn quân về đấy, dồn quân post đấy, hắn cứ ta đánh bao nhiêu là cứ dồn vào, rồi một số thì nó sang Thái được. Thì hắn dồn về đấy thì coi như là hắn lại tổ chức tấn công mình. Thế thì coi như là được lệnh của trên là phải tiếp tục tấn công cho nó gọn sạch cái post. Mà cuối cùng là hắn cũng một số là chủ hắn sang Thái phần nhiều, nó hơi khó khăn. Thế thì coi như là 3 ngày coi như là củng cố đơn vị, bố trí rồi là súng ống, rồi trang bị coi như là xong xuôi. 7 giờ sáng bắt đầu là chuyển nhập ở với cái hướng cách Bát Tàng Bàng khoảng độ 3 km. Thế thì có một cái con đường nó ở phía tây, một con đường là nó ở phía tây nam của cái con đường lớn ấy, là đơn vị tiểu đoàn 8 là tây nam, đơn vị tôi là ở phía đông, tiểu đoàn 7 là phía đông, còn tiểu đoàn 9 là vừa đánh đối mặt lên là thành cái ba cửa. Ba cửa. Thế thì coi như là tiểu đoàn 8 là đang chuyển nhập. Chúng tôi cũng đang trên đường là chuyển nhập. Nhưng mà tiểu đoàn 8 là bị nó chốt chặn. Mà quân
nó mạnh, hắn cũng có cả cơ giới hóa. Cơ giới hóa là hắn sau khi là hắn cũng bò chạy người đó, hắn cũng bò chạy, nhưng mà hình như cái đơn vị ấy là đánh nhau từ 7 giờ, hắn bị chỗ chặn mà. Đánh rồi các thứ tiếp viện, rồi là tiểu đoàn 9 vỗ mặt lên, rồi tiểu đoàn 7 vòng trái sang phải. Cuối cùng là pháo cối rồi cấp tập vào mình, coi như là định cái hướng của nó, thì cái tiểu đoàn 8 là hắn bây giờ hắn ở trên khơi, nó thì nó ở hầm bố đây nè. Thế thì coi như là chọi nhau là cũng đến 11 giờ trưa, là hình như muốn xá sổ. Tức là tiểu đoàn 8 là thiệt hại rất là nặng. Tiểu đoàn 8 nặng nề lắm. Mà hắn cũng tiếp viện coi như là theo cái dọc cái quốc lộ hắn lên ở phía đấy, phía Tây Nam lên. Rồi nó cũng có pháo kích, nhưng mà nó không có cái loại lớn thôi. Cái có loại pháo 82, cuối 82 cả vậy thôi. Nhưng mà hắn chủ yếu là B-11 nó chết hết. Nó lại đưa xe hắn lên, nó là tiếp tục. Toàn là B-11 thôi. AK đạn loạn ý lắm. Dùng bằng toàn cái lấy. Cuối cùng là đến gần đến 11 giờ. Thì vòng bên đánh vòng bên phải của cái khu trận địa đó là có cái cánh đồng hoang, nhưng mà cái khu đấy là nó vẫn là cái khu nó phục kích, tức là nó cái ở đơn vị viên ngoại của cái khu trung tâm của từ đoàn tán bị tập kích, bị vây. Vừa tập kích lên thì coi như là tôi gặp cái anh phó tiểu đoàn 8. Đơn vị của anh đang đánh vận động lên để giải vây cho tiểu đoàn 8, đúng không ạ? Vâng. Thì trên cái đường vận động thì cái hướng anh đang tấn công lên, vâng, thì anh có gặp một người tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8, vâng, là đang bị thương nằm đó phải không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Thế thì khi anh gặp thì nó như thế nào? Thì trên đường coi như là vận động lên á, thì anh ấy cứ chỉ về phía sau. Dạ. Lúc ấy là tôi cảm thấy là cứ bò như thế, là tôi cũng nghi ngờ, nhưng mà tại sao mày lại ra tiếng Việt và cứ tôi. Thế cái khi anh gặp là có nghĩa là khi anh gặp cái anh tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8 là bị thương đang nằm đó, vâng, thì ở cái vị trí đang xa xa thì anh quan sát thấy, thì anh cứ tưởng đâu là địch á hả? Vâng. Vâng. Nên là anh, nhưng mà sau khi cái anh đấy là anh kêu lên bằng tiếng Việt, vâng, thì anh nghe thì anh mới, vâng, tiếp cận lại. Vâng. Dạ vâng. Thì anh nói chuyện tiếp ạ. Vâng. Thế thì coi như là đến ngộ cận anh đấy, thì anh ấy coi như là có cái khẩu súng ngắn với cái chăn tia rông, là anh quác vào cái tay này, dạ, anh bò không ngắn rồi, dạ, vâng, không có súng dài, bởi vì cái anh ấy là do cái tập kích mạnh của cái tiểu đoàn 8 quá là anh bò ra được, dạ, vâng, nhưng mà cách đó khoảng độ 15 mét, đấy, đúng là đang đàm với anh ấy mà bảo lên. Tôi mới bảo coi như là để tôi băng cho, bảo không ra máu mấy phần mềm, cứ lên tiêu diệt cái gốc cây ở chỗ đấy nè, cứ lên đấy đi, để người khác lên băng thì đơn vị sau là lên băng cho anh đó. Thì cuối cùng là lên, thì lúc ấy là tôi thì không có lựu đạn, hết lựu đạn rồi, bò lên là cái chỉ có khẩu AK thôi. Cái khẩu AK thế thì coi như là bò lên cái gốc cây, nó cũng khoảng độ cái khổ, bằng cái cây cột đấy, bò lên khoảng độ 2 mét là nó làm một toang đạn AK, nó toác, nó bắn cái gốc cây á. Cái chỗ này là ổ mối. Ổ mối tôi cứ nằm im ở đấy. Xong đó là nó im đi, nó cứ lúc cứ nhô lên, là nó cũng thấy cái lá cây với cái hầm. Cái lá cây nó lấp, nó cái đất nó chưa kịp đắp. Thế thì coi như mới đấy. Vâng. Cái đất mới. Thế thì nó đào hầm này nó có hát lên cái đất mới đúng không? Vâng, thế thì tôi mới nằm xuống. Tôi nằm xuống thì coi như là tôi mới vấy cái này. Lựu đạn. Thì tôi lại bò xuống 10 mét nữa thì lấy được hai quả lựu đạn. Cái loại tròn của Mỹ, SA Mỹ. Với cái đồng bạn ở dưới.
Cuối cùng thì tôi bò lên thì bắt đầu là tôi cứ ngó lên nhìn thế này ấy, là hắn nhiều, thấy là cái miệng hỏng ở bên này, một miệng bên kia, nhưng mà không phải cái miệng bên kia, chỉ có một miệng này thôi. Tôi mới rút quả lựu đạn ra cho nó 1, 2, 3 cái loại hay là hơi lâu. Tôi mới ném xuống cái là nó nổ đùng luôn cái hầm ấy, cái quả mìn nó nổ bung lên rồi á. Thì lúc này là tôi quan sát bên phải bên trái, quan sát bên phải thì coi như là thấy hai người đang nằm, có một cái tốp y tá hai bên phải. Tôi đánh giá là lúc này nó bị thương, bởi vì cối pháo lúc ta tập kích vào ban đầu ấy. Thế thì coi như tôi mới nhả cho 3-4 viên vào hai người ấy. Đấy, cuối cùng là còn bên phải. Bên phải tôi cũng nhô lên có cái chỗ ấy là quả mìn rồi. Tôi cũng ngó thế này là nó cứ đang khói đen đen ấy. Tôi ngó sang bên trái là còn một người nữa. Thấy cái đưa chân, cái bàn chân nó đấy là trắng trắng đỏ đỏ, cái người bốt mà người đen mà, thì đúng là nó rồi. Tôi lại nhả cho hai viên luôn, nảy người lên, nảy người lên rồi mà đấy. Là người người là do cái quả cái đạn nó bay nó phá ở dưới này là nảy rồi. Thế thì coi như là cũng chưa chắc cái hầm ấy là còn quà nữa. Tôi lại tiếp tục, tôi cũng lại ném xuống. Ném xuống cuối cùng là nổ bung lần thứ hai rồi. Là lúc này cũng thấy yên tâm. Yên tâm nhưng mà tôi vẫn cảnh giới về phía trước. Tôi mới làm 2-3 viên cứ toàn tiêu cứ bắn thế này. Để nó cái tiếng động là nó phản kích lại không. Cuối cùng là không phản kích thì lúc này ấy là tôi hô đơn vị xung phong. Xung phong thì coi như là cứ theo cái hình chữ V rồi chữ Z chữ các thứ, coi như là các tổ các đại đội lên. Lên thì coi như là cái anh Hưng, người Hải Hưng. Vâng, cái anh ấy là người thấp thấp béo, nhưng mà ông ấy là làm chính trị viên phó. Bảo không ném lựu đạn nữa, ta nâng lên, nâng cái cây, cái hầm nó lát, nó cái cây bằng cổ chân, cổ tay ấy thôi. Là nâng cái nắp hầm lên. Vâng, nâng cái nắp hầm lên, để xem nó sống, nó chết, nó thế nào. Cuối cùng, 3-4 người nâng hắt lên sang bên này ấy là, có 4 người nó nằm khoanh ở trong ấy đó. Có người thì dùng tay, dùng bàn tay, với 2 quả lựu đạn xuống ấy, thì còn cái chi nữa. Nhưng mà, 4 người vẫn còn sống. Vâng, vẫn còn sống. Người cái khoái mình nếu là đen rồi mà vẫn còn sống. Kéo lên hết. Kéo lên thì cứ lô lô cái loại. Đây là ai, cái cấp nào ai mới nhặt được là cứ lấy thôi mà. Vâng, lô lô là súng ngắn hả? Cứ súng ngắn súng của côn Mỹ ấy. Vâng. À, cái côn của Mỹ gọi là lô lô. À, cái côn á. Dạ, côn quay á. Dạ vâng, côn quay gọi là lô lô đó. Tôi cũng có một khẩu, nhưng mà cái loại nòng dài. Một số là nòng ngắn. Cứ mang lên là cứ mỗi một người ấy là cứ, anh nào bắn thì bắn, nhưng mà cứ phải bắn vào đầu, bắn để nó khỏi thủ. Bắn nát cái đầu á, anh này bắn anh kia bắn. Nó cũng nói coi nhà khe khe bắn phải nhau nha, bảo cũng ở bên hướng sẽ bắn sang bên kia. Nhưng mà cái lô lô bắn xuống đạn nó cắm xuống ở đây thôi, thoát đầu ra thôi. Thế thì bây giờ là thu chiến lợi phẩm, súng ống rồi các thứ. Thực ra thì cũng mức độ thu bó lại cho người khác, máu mè các thứ nó dính vào nó bẩn. Tôi cũng giao cho người khác thôi. Đấy thì coi như là tiếp tục bây giờ là tấn công để mà cứu trợ cái tiểu đoàn 8. Tiểu đoàn 8. Để đơn vị tiểu đoàn 9 thì đánh vỗ mặt là dùng cả cái M113 phía sau hỗ trợ, vì có con đường lớn mà. Còn bị đánh bốc hầu bên này là đánh theo cánh đồng tiểu đoàn 7. Thế thì coi như là vừa tấn công từng giai đoạn lên là nó nằm, nó đến 12 giờ trưa rồi.
mà nhìn thấy cái xác người rồi cái đất màu ở đấy là toàn là nó đen xì với khói bom khói đạn rồi. Mà máu có người thì xé đứt đôi, có người thì cánh chân cánh tay, tôi thảm lắm, cả người nó cả người mình. Vâng, người mình thì anh chủ yếu là chết nhiều với bến mươi. Còn nó thì mình thì có ăn pháo cuối của nó thì mình về phía trước rồi các thứ thì hắn chết thì coi như là thâm tệ hơn. Vâng, thế thì coi như là thu chiến lợi phẩm là hơn 12 giờ rồi xe các thứ lên rồi là tiếp tục cho hai trung đội về phía trước khoảng độ 200-300 mét để mà cảnh vệ về phía trước để bên này là thu chiến lợi phẩm rồi kiểm tra thu dọn coi như là chiến trường là thương binh rồi là nắm họ tên của từng người rồi các thứ là mình to vào túi bóng là buộc lại thôi mà. Dạ. Rồi xếp lên xe rồi có họ tên ở đấy rồi. Tức là cái tiểu đoàn 8 trong lúc đấy là có khả năng là mất sức chiến đấu đúng không? Thiệt hại rất là nhiều. Vâng. Thì cũng rất may là tiểu đoàn 7 của các anh lên là vâng. giải cứu được. Nhưng mà dù sao vâng. Thì cứu được nhưng mà cũng anh em tiểu đoàn 8 hy sinh rất là nhiều. Vâng, hy sinh thì nhiều. Em hỏi anh là cái động cơ nào mà anh lúc đó anh lại dũng cảm như vậy? Không sợ chết à? Cái lúc mà anh nấp ở gốc cây để anh quan sát để anh ném lựu đạn vào cái hầm của quân Pol Pot. Cái lúc này là tôi cảm thấy cái tư tưởng của tôi là tôi bị phiền 2-3 lần tôi căm thù lắm. Nghĩ cái thằng Pot này. Nghĩ thì cái thời ngày ra mắt này nó chặt đầu người rồi chặt đầu cái y tá rồi là cái giáo viên của mình ấy. Cái năm 77 là khi các anh lên chỗ Tây Ninh là các anh thấy là quân Pol Pot nó giết dân mình nó vâng. tàn bạo quá. Vâng. Thế thì trong cái lòng anh nó sinh ra cái tính là vâng. cái lòng căm thù. Vâng. Nên là cái khi mà anh phát hiện được cái hầm mà cái hầm vâng. đó thì có lẽ là lúc đầu anh không biết đúng không? Vâng. Là do cái anh tiểu đoàn phó vâng. này chỉ để cho anh. Chỉ cho. Vâng. Vâng. Rồi anh lại mới biết. Thì khi bò lên đến nơi thì anh quan sát được nhưng lại không có lựu đạn. Vâng. Thì anh lại bò quay lại anh xin được 2 quả lựu đạn. Vâng. Lúc đó là đồng đội của anh đang phía sau đúng không? Vâng. Anh xin 2 quả lựu đạn đấy. Rồi anh mới bò lên. Vâng. Anh mới bò lên là anh tìm cách là anh tiêu diệt vâng. được cái ổ đề kháng của địch nó nằm ở trong cái hầm đó. Vâng. Thế thì em nó hỏi anh là cái động cơ nào mà anh lại liều? Anh nói rõ cái cảm tưởng của anh cái lúc đó. Vâng. Tôi nghĩ cái lúc này là nhất sống nhì chết. Mà mối căm thù của tôi mà tôi thấy cái thuận lợi của nó là mình đã tập kích lên rồi yeah. tinh thần là và đánh chạy tỏa cho bên này mới cứu trợ được cái tiểu đoàn 8 yeah. tôi nghĩ như vậy yeah. vâng thì cùng đơn vị tôi kể cả cái anh chính chỉ viên phó cũng nhìn thấy tôi và tôi thề là tôi lên cái lúc ban đầu ấy. Vâng có cả anh Huệ đang ở Yên Thọ đây này. Yeah. Là lấy lựu đạn với anh ấy, 2 quả lựu đạn là cứ nằm im ấy để tôi lên cho yeah. Tức là anh bảo đồng đội là nằm tôi báo rồi chắc chắn rồi để mình tôi lên thôi. Vâng thế là lên tiêu diệt được. Vâng mà cuối cùng là tiêu diệt gọn yeah. mà mình không công việc gì mà lúc lên là tai họa là nó bắn nhưng mà nó bắn cái gặp cái ổ mối nó đạn nó bay toác lên cái gốc cây. Vâng. Còn anh là đứng sau gốc cây. Vâng, cái ổ mối thế này yeah. cái cây nó ở thế này thì nó địch ở bên kia thì tôi cứ nằm ở đây làm chi không không thấy tôi được ở chỗ này yeah. Vâng, anh như thế.